không có cần chúng ta phải tập nhiều mà cần chúng ta tập đều đều mỗi ngày chúng ta đều lấy ra chuyện những thứ tay hợp âm, ví dụ si đô trưởng, và chúng ta làm rất là nhẹ nhàng với những cái điệu như là điệu ballad, điệu blue, hay gọi là si đô sập chậm nè, ba ba một hai ba, mọi người thấy Khánh rất đánh rất là chậm về nhịp chân nè, về bass nhịp chân một hai nhịp xuống đó. Chúng ta tập vào những cái bài mà chúng ta nghe nhiều, chúng ta yêu thích, chúng ta sẽ rất là dễ tập. Còn không, chúng ta cứ ngân nga cái giai điệu và chúng ta chuyển những thứ tay hợp âm vô này. Tiếng đá bay là vô ngay chữ bay. Tiếng đá bay, người có hay ngồi đem la sát qua tầm tay. Nhịp chân, bóng em đâu rồi, tình như gió qua thêm. Thu tàn lá khô rơi, mùa đã xa, mình mất nhau. Lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa, vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường lá là đã qua mùa băng giá. Thân anh kiếp sông buồn. Chỉ cần vui vẻ chuyển thế tay hợp âm và tập đều đặn mỗi ngày là anh em sẽ thành công. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Chúng ta chưa quen cái bài đó thì tập chậm thôi, để cho nó quen những cái hợp âm trước. Ví dụ ơi hò hoan người hò hoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Xuống 6 giây. Đã nhẹ lên 3 giây. Đập vô. Đã nhẹ lên. Nhưng mà chúng ta có hai nhịp. Xuống lên, đập lên. Ơi hò hoan người hò hoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơ. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini, thì chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 nhịp đối với điệu bolero, rumba. Kẹp ở đây hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chậm lại nha. 1, 2, 3, 4. Mai trường ơi, em tôi còn không được, hãy đã xa đi từ đâu nào. Máy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn, và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có như mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với máy gõ nhịp này chỉ với 169.000 miễn phí, vận chuyển toàn quốc, để Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và bạn rất nhiều. Đàn dây sắt mà nếu mà anh em đau tay quá đó, thì sau khi chỉnh dây đàn xong, anh em dùng cabo kẹp ngăn một bấm nó sẽ êm hơn rất nhiều. Phát ba móc lên, một hai ba, cứ vậy. Phải chuyển hợp âm trước. Ví dụ nhìn lá me bay là chúng ta vô ngay chữ bay nè. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen bắt bao hai, tình trên tông bắt bao hai, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. 1-2 dọc đu trưởng si rồi anh bass mạnh nè. Bass 3-2-1. Có hai nhịp chân nè, nhịp chân về bass, nhịp chân xuống dây số 1. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắc đôi cánh lúc thiên thần chuẩn bị quẹt. Em ơi lâu đài tình ai đó chân ạ, sáng trong ánh tinh đến cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa.
anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Lợi thế mà ngày xưa không có đó chính là cái cabo. Tôi hồng thơ ngay đi, là chúng ta có bốn hợp âm, chúng ta biết là C nè. Tôi hồng thơ ngay dưới mái trường, dễ lắm ha. Đó siêu rốc bát ba hai một hai ba, bốn hợp âm thôi là chúng ta có thể chơi được rất là nhiều bài. Chung trường cùng nhau hái hoa kết hẹn, mà nay bỗng dừng em lại bỏ quên hoa quên tình tôi, em vội ra đi trong ly bình. Tháng năm vẫn trôi dần qua, tôi đợi tình em. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tất cả chúng ta ai cũng chơi được đàn guitar hết, đừng bỏ qua hai bước này nha. Bước đầu tiên là chỉnh dây đàn, hai là luyện ngón mỗi ngày luôn, 1 2 3 4 nè, mỗi ngày 10 lần, cứ một. Sau đó chúng ta vào thẳng cái bài mình thích luôn, bài mình thích mình nghe nhiều mình hát được là mình sẽ tập được ha. Điểm dừng xuống nè, bài dừng lên 1 2 3 3 3 1 2 3. Tôi nghe chữ đôi ha. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khu đông. Chú ý những cái từ vô nè. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Ok chưa? Rất chậm luôn. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Em là khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tháo ra nè. Nó có cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dự phòng nữa mà. Với đàn giáng xích á, chúng ta phải dán sát như vậy nè. Còn volume này Khánh chỉnh mát luôn nha. Dạ 3 mét. Cái âm ly á, đối với cái dòng AD35 này á, đa phần nó sẽ không có hú è. Nó không có hú è. Đó, ở trong đây nó có bo mạch đó, chống nhiễu luôn, chống hú luôn. Đi xa Khánh đánh còn tiếng là tiếng loa đó. Còn đây là Khánh đánh rất là nhỏ. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phớt pho nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phớt pho để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phớt pho này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta size dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn thực sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này, ok, và mua hai bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và hai cái bích đó, rồi tặng thêm cái tai quay nữa, tai quay này để tháo cái chốt dây nữa nè, rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền, đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.